Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Paid for by Deidre Thu Hà Nguyễn for Assembly 2022. Dược thảo Princess Lifestyle, sống vui, sống khỏe, sống trường thọ, 1-800-990-8319. Chọn hai món ưa thích khác nhau hay giống nhau chỉ 3.99 tại tiệm McDonald's có tham gia. Nguyễn Trường, Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Xin chào anh Trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán giả của Lido Sài Gòn TV. Chúng tôi có ở trên trang mạng internet là lidosaigontv.com, trên YouTube và Facebook coi livestream cũng như coi lại sau đó là quý vị vào trang Facebook và YouTube của Lido Sài Gòn TV và trên TV bình thường ở miền Nam California là 56.10. Rất vui được gặp lại quý vị trong ngày thứ năm hôm nay, ngày 13 tháng 10 2022. Tháng 10 rồi và bây giờ thì chúng ta sắp sửa tới ngày lễ Halloween. Rồi sau đó trong tháng 11 thì chúng ta tới Thanksgiving. Chuyện gì sẽ xảy ra trong ngày lễ Thanksgiving? Đó là những con gà Tây sẽ được lên thớt. Nhiều người sẽ ăn thịt gà Tây vào ngày lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn năm nay. Nhưng mà quý vị biết rằng là từ năm ngoái mùa dịch, trong cái thời gian dịch đó cho tới nay đó, thì giá gà Tây nó tăng lên kinh khủng lắm rồi. Một bản tin sáng hôm nay cho thấy là giá gà Tây tăng lên gấp đôi vào mùa lễ của năm ngoái. So sánh như vậy, họ nói rằng là trong tháng 9 vừa qua thì giá của gà Tây mà đã được rút xương rồi đó, tức là skinless nè, tức là không da đó, turkey breast, tức là cái phần ngực của con gà Tây đó, nó tăng lên 6 đồng 70 cent một pound, tăng tăng lên 112% so sánh với cùng thời gian này vào năm 2021. Lúc đó giá chỉ có 3 đồng 16 cent một pound thôi. Đó, lần cuối cùng mà tăng giá lên đó là vào năm 2015, lúc bây giờ là 5 đồng 88 cent cho một pound. Bây giờ thì nó tăng lên nhiều lắm, tại vì mùa dịch thiếu người nuôi. Rồi cái vấn đề là cúm gia cầm đó, nó cũng làm ảnh hưởng. Rồi vận chuyển từ nơi tới, bây giờ giá cước cao lên nè, rồi còn thiếu gà Tây nữa, cho nên nó càng ngày nó càng mắc. Như vậy thì năm nay đó, nếu mà anh lễ tạ ơn ở nhà mà nướng một con gà Tây, quý vị sẽ phải bỏ tiền túi ra nhiều hơn những năm trước. Giá có thể lên đến gấp đôi. Hồi xưa mình thấy một con gà Tây lâu lâu á, chợ nó bán, nó sale rồi này kia đó, người ta nói là mua một con gà Tây có mười mấy đồng à, một con to thiệt là to. Dạ, Ngọc Lan thấy cái giá này nó hơi cao á. Tại vì ngay cả năm ngoái khi mà mình đi mua gà Tây về để làm, thì nhớ ở trong Costco hay là Walmart khoảng 99 cent một pound, rồi có cái loại mà nó ngon lắm thì nó gọi là organic thì chỉ có một đồng mấy thôi. Cho nên ở đây nó là từ những năm trước mà cái giá này thì mình thấy nó hơi lạ. Hơi lạ. Ông Lucia, ông này ở cái quận hạt Lusa, ông cho biết rằng là ông đang nuôi 47.000 con gà Tây hàng năm ở cái trại gà của ông là Hobeck Farm LLC nè. Ông nói là tại vì giá xăng dầu tăng cho cái vận chuyển, rồi tiền để mua thức ăn cho con gà, cũng như là cái cách mà để nuôi nó cho nó đẻ ra này kia nữa đó, cho nên nó càng cái gì cũng tăng hết, cho nên bắt buộc là phải tăng giá gà Tây, không thôi thì không có làm cái trại gà nữa. Cho nên mình thấy rõ ràng là thời kỳ lạm phát, cái gì nó cũng tăng thì cái gì nó cũng ảnh hưởng tới đời sống hàng ngày hết. Nhất là bây giờ nha, giá gà Tây là 3 đồng 16 mà thành 6 đồng 20, tăng gấp đôi rồi. Cái giá nó cao quá. Thưa quý vị,
sau khi mà đã dàn xếp xong đó, thì 14 em học sinh, cựu học sinh của một trường trung học ở Sun Valley sẽ được nhận cái số tiền bồi thường lên đến 52 triệu đô la. Từ cái việc mà những em này đã bị một cựu huấn luyện viên cái môn đấu vật của học khu Los Angeles bị cho là lạm dụng tình dục các em đó trong suốt một thời gian từ năm 1991 cho đến năm 2019. Thì ông huấn luyện viên này á, tên là Terry Giller, 56 tuổi. Ông đã bị kết án vào tháng 10 năm 2019. Ông bị kết án 71 năm tù về tội tấn công tình dục 14 em học sinh, trong đó có nam và nữ. Và trong cái quá trình mà ông làm huấn luyện viên cái bộ môn đấu vật ở cái học khu Los Angeles á, thì khi mà người ta điều tra cái vụ này đó, thì người ta điều tra là bắt đầu từ cái thời điểm ông làm việc ở đó năm 91 cho đến năm 2017. Và sở dĩ cái chuyện mà cái cáo buộc mà đưa ra và yêu cầu học khu Los Angeles phải bồi thường một cái số tiền lên đến là 52 triệu đô la cho 14 em học sinh này là bởi vì trong cái lập luận của luật sư á, họ nói rằng là học khu Los Angeles giống như có một cái tiền lệ là họ bao che cho những cái sự việc này. Trước đó khi mà người ta thấy những cái chuyện này đã nghe râm ran những cái chuyện mà ông huấn luyện viên có những cái hành vi là lạm dụng tình dục của học sinh đó thì người ta đã báo lên, nhưng mà học khu này giống như là họ tìm cách để họ né tránh, họ không điều tra. Rồi sau đó thì đến năm 2016 đó, khi mà có nhiều những cái tai tiếng về chuyện này thì học khu lại đưa ra nói là để họ coi xem là có nên quyết định là mướn ông này nữa hay không. Nhưng mà sau đó thì ông này lại tiếp tục được thuê mướn để làm việc cho đến năm 2017 thì cái sự việc đó mới chấm dứt. Với những cái chứng cớ người ta đưa ra cho đến năm 2019 thì ông mới bị kết tội là 71 năm tù. Và bây giờ thì đến tiếp theo là về cái chuyện mà bồi thường cho những em học sinh này. Thì lúc đó nói là những em học sinh này là trong cái độ tuổi đó là từ 11 cho đến 17 tuổi. Các em mà đã bị lạm dụng thì có cả nam lẫn nữ. Đương nhiên các em này nhỏ thì người ta không nêu tên 14 em này là ai hết. Chỉ biết rằng là ông Terry này thì ông bị kết tới 37 trọng tội. Trong đó rồi có 37 tội trọng và 10 tội tiểu hình. Trong đó là cái nặng nhất là hành vi dâm ô với trẻ em dưới 16 tuổi. Thì đó, trong thời gian qua, học khu Los Angeles đã phải bồi thường tiền cho những cái vụ tương tự như vậy rất rất là nhiều. Và lần này là lên đến 52 triệu đô la. Trong khi đó thì ngày hôm qua, Tổng thống Joe Biden đã đáp máy bay xuống phi trường Los Angeles và được tiếp đón đồng hậu, cũng như là trên con đường mà ông đi tới một cái địa điểm ở Santa Monica để mà có một cái buổi gây quỹ cho đảng Dân Chủ trong kỳ bầu cử giữa mùa đó. Thưa quý vị, thì cũng có nhiều người đứng ở hai bên đường chào đón ông, nhất là cái khu vực UCLA đó, nhiều người đã đứng ở đó để chào đón Tổng thống Joe Biden khi mà ông tới thăm Los Angeles và quận Cam trong 2 ngày, 13 và 14. Thì có nhiều cái vấn đề ông sẽ được nói trong những cái buổi gặp gỡ tất cả những nhân vật cao cấp ở tại địa phương. Ví dụ như là ở trên Los á, thì ông sẽ nói về những cái dùng những cái khoản tiền của mình để mà giúp cho cái hệ thống đường phố cũng như là hạ tầng cơ sở nó tốt đẹp hơn. Ngày 14 thì ông sẽ tới một trường đại học ở Irvine, tức là Irvine Valley College. Và ở đó thì ông sẽ nói chuyện về những cái trợ cấp đặc biệt hay là những cái chương trình giúp cho những cái người mà đang hưởng Medicare, cũng như là trợ cấp an sinh xã hội, cũng như là giảm tiền chi phí để mà mua thuốc men này kia ở tại những cái tiệm thuốc. Thì trong 2 ngày 13 và 14 thì ông sẽ ghé thăm Los Angeles cũng như là quận Cam. Như vậy thì mình thấy là lâu lắm rồi mới có một vị mà đương thời đang làm tổng thống đó ghé lại Orange County. Hồi xưa ông Trump thì ghé lại ở trên Los Angeles nhiều hơn. Nhưng mà hôm nay đó thì 14 tây là ngày mai đó, ông sẽ có mặt ở tại rất mới. Nhìn cái bản tin này ở đây là Irvine Valley College đó, thì sẽ ghé lại. Cho nên là quý vị nào muốn nhìn thấy cái đoàn xe thì canh me đó, làm sao mà đi
tới những cái chỗ mà cái xe, đoàn xe nó chạy đó, thì sẽ thấy được Tổng thống Joe Biden. Chúng ta sẽ quay trở lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Paid for by Deidre Thu Hà Nguyễn for Assembly 2022. Dược thảo Princess Lifestyle, sống vui, sống khỏe, sống trường thọ, 1-800-990-8319. Chọn hai món ưa thích khác nhau hay giống nhau chỉ 3.99 tại tiệm McDonald's có tham gia. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình Cà Phê Sáng của Leader Sài Gòn TV. Thưa quý vị, ở Mỹ đó người ta ví cái xe giống như là đôi chân của mọi người. Đúng. Ai mà không có xe đó thì nó mệt mỏi, nó vất vả rất là nhiều. Nhưng mà chi phí một người phải bỏ ra bao nhiêu cho chiếc xe đó thì đây là một cái nghiên cứu mới nhất rất là thú vị. Người ta nói là trong thời gian qua thì tất cả mọi thứ đều lên giá hết. Riêng đối với xe đó thì so với năm trước, năm nay xe nó lên đến gần 12% đối với lại xe mới. Còn đối với xe cũ đó thì nó cũng around 9.% đó là cái giá mua xe. Nhưng mà bây giờ người ta nghiên cứu, cái nghiên cứu này là họ công bố vào hồi tháng 8. Lúc mà giá xăng chưa có nhiều cái chuyện mà đột biến lúc lên lúc xuống gì đó, lấy cái giá ở ngay vào khoảng tháng 8. Thì họ ra cho biết rằng là một người đó, cái chi phí trung bình trên toàn quốc ha, trên cả nước Mỹ á, là khoảng $4,960 một năm. Ở trong này họ không tính đến chuyện cái chuyện mà quý vị cái xe đó trả góp, cái tiền trả góp xe hay là cái tiền thuê xe, bởi vì cái đó họ nói là tùy theo mỗi người, có người thì mua luôn chiếc xe rồi, có người thì trả nhiều trả ít, cái đó không tính nha. $4,960 là cái chi phí này là tính trung bình trên cả nước mỗi người phải bỏ ra. Ở trong đó đó họ tính nè, $1,960 đó là gồm có cái gì? Đó là cái bảo hiểm xe trung bình. Là trên toàn nước Mỹ đó, họ chia trung bình ra là khoảng $1,705. Rồi cái tiền mà thuế xe hàng năm đó là khoảng $247. Rồi $247 là cho cái xe mà cái ở around cái giá khoảng $25,000 thôi, còn cái xe xịn hơn thì đương nhiên nó phải mắc hơn rồi. Tiền xăng á là khoảng $1,728, đó là tính mức trung bình cho những người mà lái chiếc xe đó khoảng 14.000 mai một năm. Dương Ngọc Lan là không đến rồi đó. Rồi khoảng $1,282 cho cái việc mà sửa chữa bảo trì xe, thì đó là tính chung trên cả nước. Còn riêng ở tiểu bang California đó, thì ở tiểu bang California thường người ta nói cái gì nó cũng hay đắt đỏ hơn những chỗ khác. Đúng. Nhưng mà lạ một điều là chi phí để mà một người phải bỏ ra cho chiếc xe của mình á, thì nó thấp hơn cái mức trung bình của toàn quốc là 3%. Tức là ở ngay tiểu bang California đó, thì cái mức mà một người phải bỏ ra, họ tính trung bình là $4,796, trong khi trên toàn quốc là $4,960. Thì ở theo cái mức này đó, thì trong khi đó cái chi phí mà để bảo hiểm cái xe đó, thì nó ở mức là $1,357, mà cái chi phí bảo hiểm xe trên cả nước là tới 1.700. Ở Cali rẻ hơn, là trung bình là $1,357 thôi. Cho nên là tính ra như vậy là tiểu bang Cali so với những tiểu bang khác là ok. Cái nơi mà cho rằng là cái xe mà người ta phải bỏ tiền nhiều nhất á, là ở tiểu bang Wyoming. Anh Trường tưởng tượng mức trung bình của toàn quốc là $4,960. Nhưng mà ở riêng ở tiểu bang Wyoming là đến $6,327. Wow. Cái giá nó rất là cao. Đứng thứ nhì là tiểu bang Nevada, gần mình ở đây, là $6,315. Cái chỗ mà rẻ nhất hết đó, đó là
Columbia ở Ohio đó là cái trung bình chỉ có 3.600 thôi cho một cái xe, ít hơn của toàn quốc đến 27%. Thì đó là những cái điều mà mình nghe để mình biết thêm về cái cách thức là mình chi phí như thế nào trong cái đời sống hàng ngày. Cũng thú vị. Với cái tình trạng mà giá xăng không thấy có dấu hiệu đi xuống, mà những cái đợt thuế mới cũng như là những cái cách thức để người ta cộng trừ nhân chia để chia ra cái giá xăng đó, thì chúng ta sẽ thấy giá xăng nó cứ từ từ nó nhích lên chứ không thấy nó nhích xuống. Thế thì một câu hỏi được đặt ra đó, khi mà Ngọc Lan đang nói về cái vấn đề chi phí để chúng ta có được một chiếc xe đó, hàng năm chúng ta phải trả bao nhiêu ngoài tiền xăng ra, rồi tiền đóng thuế lưu hành, DMV, rồi những cái tiền bảo trì này kia đó, thì chúng ta thấy cũng chóng mặt luôn vì những cái con số tiền đó. Nhưng mà nếu mà nói rằng là giá xăng lên cao như vậy thì những cái xe hybrid có bán được nhiều hay không, thì người ta có một cái bảng phân tích, người ta nói rằng là có những xe hybrid, tức là chỉ vừa chạy xăng vừa chạy điện đó, thì khi chúng ta mua chiếc xe đó chúng ta được lợi ngay lập tức. Còn có những chiếc xe mà khi chúng ta đã mua rồi, xe hybrid tức là xe vừa xăng vừa điện, chúng ta phải chờ ít nhất là 5 năm sau đó thì mới có thể lấy lại được cái số tiền chúng ta bỏ ra. Nhiều xe hybrid bây giờ cái giá bán của nó cao hơn một cái xe cũng y hệt như vậy mà chạy bằng xăng, tức là chúng ta phải bỏ tiền ra trước để mà mua cái giá nó cao lên, tại vì nó vừa xăng vừa điện mà. Hy vọng rằng chúng ta sẽ một ngày nào đó lấy lại được số tiền chúng ta đã trả, và thay vào đó chúng ta là đổ xăng ít lại là một nè, rồi đỡ cái bảo trì gì đó vân vân. Thì có một cái bảng họ nói rằng là giá xăng cao như vậy thì những cái loại xe nào là những cái loại xe mà chúng ta lấy được tiền lại ngay, tức là cái xe đó cùng với một cái xe xăng thì cái xe mà vừa điện vừa xăng đó giá bán của nó đó cũng bằng như cái giá xe xăng rồi, tức là không, mình không phải trả cao hơn. Nhưng mà mình mua như vậy đó thì khi mà mình đổ xăng ít lại là mình sẽ tiết kiệm được ngay lập tức. Cái bảng ở đây họ cho biết rằng là đây là những loại xe mà khi chúng ta mua chúng ta sẽ lấy được tiền lại ngay, đó là Lexus NX đó, instant, tức là lấy lại ngay, tức là nó tiết kiệm ngay lập tức, mình thấy trước mắt luôn. Xe Ford Maverick cũng là instant. Xe Hyundai Santa Fe Hybrid thì sau 2 năm mình mới lấy lại được cái tiền mà mình đã bỏ ra cao hơn đó. Rồi Toyota Highlander Hybrid cũng 2 năm, Honda Accord Hybrid cũng 3 năm, Honda CRV Hybrid là 4 năm sau mình mới lấy lại được cái tiền mình đã bỏ ra nhiều hơn, và Toyota RAV4 Hybrid là cũng 4 năm, cũng có nhiều loại 5 năm nữa. Đó là họ lấy cái giá trung bình đó, nếu mà mình mua xăng với cái giá là 4 đồng một ga lông thôi, chứ không phải là 7-8 đồng một ga lông như bây giờ, 6-7 đồng gì đó, thì 4 đồng một ga lông xăng thôi, và mình chạy 12.000 dặm một năm, thì những chiếc xe như là Lexus NX, nè, Ford Maverick nè, là chúng ta có lời ngay lập tức. Tức là, ôi, hồi đó mình đổ một xăng một tuần 60 đồng, bây giờ 2 tuần mình mới đổ một lần là mình thấy có tiết kiệm được 60 đồng rồi. Đó, cho nên họ nói rằng là vào cái mùa xăng này, khi mà mọi người đổ xô đi kiếm xe hybrid để mua đó, xe điện và xăng đó, thì có những loại xe chúng ta tiết kiệm ngay, và có những loại xe tới 5 năm, 4 hoặc 5 năm mới lấy lại tiền. Tại vì lúc mình mua thì mình đã mua mắc hơn xe xăng rồi. Ngay sau phần thông tin thương mại thì chúng tôi mời quý vị sẽ xem tường phần tường trình đặc biệt của Đinh Quang Thái và Đinh Xuân Thái từ Ukraine. Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Paid for by Deidre Thu Hà Nguyễn for Assembly 2022. Dược thảo Princess Lifestyle, sống vui, sống khỏe, sống trường thọ, 1-800-990-8319. Chọn hai món ưa thích khác nhau hay giống nhau, chỉ 3 đồng 99 tại tiệm McDonald's có tham gia.
ngày hôm nay trong cuộc xâm lăng của quân Nga tại Ukraine, Bucha mãi mãi sẽ là một địa danh, là một cái ô nhục cho cá nhân Vladimir Putin. Và lịch sử sẽ ghi nhớ đây là một cái nơi mà quân đội Nga đã gây ra không biết bao nhiêu tang thương đổ vỡ cho cái xứ sở này. Phía sau lưng của chúng tôi đó là cái nhà văn hóa của thành phố Erbil, và phía sau nhà văn hóa này là một sân vận động và là một cái sân chơi của trẻ em. Quý vị thấy rằng cái nhà văn hóa này đã bị bắn và tàn phá rất là nặng nề. Sau lưng chúng tôi là những cái cây cột bằng sắt mà người dân Ukraine gọi là những con nhím. Khi mà quân Nga bắt đầu tiến vào thị trấn này thì người dân và quân đội đã đặt những con nhím ở trên đường để chặn những cái đoàn quân xa của quân Nga. Phía bên tay trái của chúng tôi có rất nhiều ngôi nhà đã bị tàn phá, đổ vỡ. Phía trước mặt chúng tôi cũng vậy, có những cái ngôi cao tầng đã bị trúng đạn của quân Nga. Kính thưa quý khán giả của Little Sài Gòn TV, dân tộc Việt Nam chúng ta rất tự hào là có đại thi hào Nguyễn Du, thì dân tộc Ukraine rất tự hào vì có đại thi hào Shevchenko. Và Taras Shevchenko đó là biểu tượng văn hóa lịch sử cho thành phố Borodyanka nằm 50 cây số về phía tây của thủ đô Kiev. Borodyanka đã bị quân xâm lược Nga chiếm đóng ngay từ những ngày đầu, tức là vào khoảng độ đầu tháng 3. Và đây là một thành phố xảy ra những trận giao tranh khốc liệt. Chúng ta cũng biết là hiện nay cái Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đang tiến hành những cái cuộc điều tra về cái tội ác đối với người dân Ukraine. Và cái cuộc điều tra đó được cái sự ủng hộ một cách rộng rãi của thế giới. Chúng ta cứ tưởng tượng một đất nước rất là hiền hòa, yêu chuộng hòa bình, mà đột nhiên một ngày quân xâm lược Nga xâm chiếm và đánh vào thành phố. Đây chỉ là một cái đoạn rất ngắn của thành phố Borodyanka mà thôi. Chúng ta thấy hai cái tòa nhà phía bên tay trái, gần như là tất cả mọi cửa sổ và có hai khu vực đã bị cháy nám đen, chứng tỏ là giao tranh bằng súng, bằng đạn, hoặc là có thể là trúng những cái quả hỏa tiễn của quân Nga. Hai cái tòa nhà bên này thì coi như là bị tàn phá, ngoại trừ còn cái khung sườn mà thôi, chứ còn bị cháy nám đen hết. Chúng ta không biết là người dân của những cái tòa nhà này lúc đó thì họ có chạy loạn kịp không, hay là họ bị thiệt mạng trong lúc mà giao tranh. Về cái thiệt mạng ở đây cũng có nhiều, có cả có những người họ hàng của hàng xóm nhà tôi ở Kiev, là có anh họ rồi cháu ruột đã bị chết, bị thiệt mạng cả ngay gia đình đi luôn. Ngay tại thành phố Borodyanka này là một cô hàng xóm, cô ấy đã kể chuyện như thế. Vâng. Tức là trong cái thời kỳ mà bị chiếm đóng là không biết có tin tức gì cả. Vâng. Vì tất cả mọi liên lạc đã bị cắt. Yeah. Tất cả mọi liên lạc bị cắt hết. Nhưng mà bây giờ đó thì đời sống trở lại bình thường chưa? Thì đấy, bản thân chúng ta đang theo dõi tất cả mọi cái hoạt động của người dân thì đời sống đã trở về bình thường so với cả thời kỳ bị chiếm đóng. Được thế ạ. Vâng. Thưa quý khán giả, chúng tôi tới thành phố Borodyanka vào lúc buổi chiều, trời rất lạnh. Nhưng mà thấy một số những người dân vẫn đi tản bộ dọc đường, xe cộ qua lại. Nhưng mà dĩ nhiên vắng lặng hơn so với những cái sinh hoạt bình thường mà những người dân bản xứ cho chúng tôi biết. Thưa anh, cho tới bây giờ đó thì người dân Borodyanka là riêng nói riêng, nhưng mà toàn thể cõi Ukraine nói chung đó, họ có còn xem đây là một đất nước anh chị em hoặc là anh em gì với nước Nga nữa không? Bản thân thì vẫn có những cái mối liên hệ với nước Nga, vì dù sao lại cũng có anh em họ hàng bên nước Nga. Nhưng về mặt coi là để mà coi như là anh em như ngày xưa chắc là cũng không có. Thực sự là như vậy. Thưa quý vị, nói về đại thi hào Taras Shevchenko của nước Nga, thì ông sinh vào năm 1814. Về mặt lịch sử, chúng ta nhớ là 1812 thì quân của Napoleon đã phải rút ra khỏi thủ đô Moscow của nước Nga
và đã trở thành cái đề tài cho một cái bản nhạc nổi tiếng của Tchaikovsky, đó là bài tấu khúc 1812. Đại thi hào Taras Shevchenko là biểu tượng cho văn hóa của dân tộc Ukraine, mà quân Nga khi tiến chiếm thành phố này đã cố tình bắn những viên đạn vào đầu của đại thi hào, vào trán, và phá vỡ những cái biểu tượng, tức là cái nền ở phía dưới. Đây là một cái vết đau về mặt văn hóa đối với dân tộc Ukraine. Câu hỏi chót xin được hỏi anh Quang là với cái tình hình này đó, thì liệu quân Nga có thể tung ra một cái đợt tấn công khác để nhắm vào những thành phố mà cách thủ đô Kiev chỉ có 50 cây số như là Borodyanka? Thật ra là cái Borodyanka bây giờ về mặt chiến lược nó cũng không có ý nghĩa gì cả để mà quân Nga bắn vào đây. Bắn thì chắc là chỉ có những cái trạm điện hoặc là những cái trạm cung cấp dịch vụ dân sinh như là những cái cơ sở đun nước nóng để sưởi ấm hoặc là cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân thôi. Thì có khả năng họ cũng sẽ dùng những cái biện pháp thô bỉ như vậy. Thưa quý khán giả, chúng tôi đang có mặt tại cái khu chợ mà người Ukraine gọi là chợ Troikesina, nằm cách trung tâm thủ đô Kiev vào khoảng 15 cây số về phía đông bắc. Đây là một cái nơi tập trung tất cả những cửa hàng buôn bán để cung cấp cho người dân bản xứ, cũng như là có những du khách đến đây để họ mua những món quà kỷ niệm hoặc là quần áo lạnh, những cái túi làm bằng da nhập cảng từ Thổ Nhĩ Kỳ, nhập cảng tại những nước chung quanh Ukraine. Trong khu chợ này thì đã có một số người Việt Nam đông đảo buôn bán trước kia, nhưng mà do cái tình hình chiến tranh, do cái việc mà quân Nga đánh vào Ukraine, cho nên một số người đã phải đóng lại cửa hàng để chạy ra các biên giới chung quanh. Và giờ phút này có người sống tại Ba Lan, có người sống tại Tiệp, và có những người đã nộp đơn xin được đi Canada hoặc là đi qua Pháp. Chúng tôi vừa mới phỏng vấn được 5-6 các anh chị chủ các cửa hàng ở đây, cho biết rằng cái đời sống ở đây ra sao trong suốt 2 năm xảy ra đại dịch Covid, rồi sau đó là cuộc chiến tranh. Những người trụ ở lại đây là bởi vì cơ ngơi ở đây không thể bỏ đi được, đó là chưa kể ở vào cái lứa tuổi vì là công dân Ukraine, tuổi còn trẻ dưới 65, cho nên không thể đi ra ngoài được, nhưng những người đó nói rằng vẫn sẵn sàng cầm súng chiến đấu để bảo vệ cái đất nước này là quê hương thứ hai của họ. Cảm ơn mình nghĩ sao? Vâng. Chúc quà tặng anh. Đây, và chúc quà đồ thực phẩm. Vợ Tây. Vợ Tây. Vâng. Em với vợ Tây. Thế cho em xin. Vâng. Vâng. trông. Em có khăn ăn lau đi. Trông thế kia là không khó khăn rồi. Quà một mình. Anh Thái, anh có nhà ý nhờ tôi chuyển đứa anh cái tiền từ vì các bác cho quà rồi không? Vâng, thì thế này vâng, thì rất cảm ơn các bác nhé. Dạ, vâng, cái quà của anh. Vâng, vâng, rất cảm ơn đây là còn một tấm lòng thật là cao quý. Vâng, vâng. Cái đơn mãi mãi không, đừng nói thế. Không phải đây là tôi nói anh em mình nghe thế này này, tình cảm ít ngoài tình cảm nhiều. Người Việt Nam mình có một cái câu đó là tổ tiên chúng ta đã dạy người Việt Nam mình bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào cũng tìm đến với nhau. Vâng, vâng. Thế thôi, không có ơn nghĩa gì trên cả. Chúng ta vâng, thầy, rất cảm ơn các bác nhé. Em thấy cực kỳ thật, em thấy bao nhiêu người ở kia cứ nói thế nọ thế kia nhưng mà toàn ủng hộ đâu ấy. Còn những người Việt Nam thật sự đấy chả thấy gì. Thật sự hôm nay bọn em thấy cảm thấy rất là suy nghĩ về các anh, thật là cực kỳ là một tấm lòng cực kỳ là tốt. Không, em không nói đùa, em không nói thật. Vâng, thật thực sự. Vì bao nhiêu người những đưa báo ở bên Ba Lan ủng hộ cho người Việt Nam rõ ràng ở đây rất là bị gì mà chẳng có cái gì. Thực sự hôm nay em thấy hôm qua Đàm nó gọi điện em bảo rất biết ơn mọi người. Thật sự dù nào được cảm đuối cho được cảm bớt không một cái thôi. Rồi. Thế ra là rất là gì, em thấy mọi người bên kia cứ nói mà ủng hộ nọ ủng hộ kia, cuối cùng có người Việt Nam có thể nói gì đâu. Dạ. Nhưng mà thực tế người ta có hoàn cảnh rất là khó khăn. Chứ bọn em anh coi đây là rồi các anh nhé. Vâng. Giữ sức khỏe nhé. Vâng. Không đâu thì từ hôm về đây giờ thì người cộng đồng mình tuy ở đây không nhiều, thế nhưng cũng có tấm lòng gọi là tương trợ người U là trong lúc đang hoàn chiến tranh đấy, thì cũng bà con cũng mỗi người một chút để gọi là cho quân đội. Dạ, vâng. Đấy, đấy, đấy.
như thế. Vâng, với các cháu nhỏ nữa. Vâng. Bọn em có vào cả trại trẻ mồ côi, vâng, ủng hộ cho các cháu và lên cả danh trại bộ đội, ủng hộ cho bộ đội. Vâng. Đấy, để làm những cái việc như thế thôi, bởi vì mình sống ở đây thì mình cũng nên làm những cái việc như thế. Vâng. 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 Bác sang đây lâu chưa? Tôi vừa mới qua đây được có mấy ngày thôi. Chị, quý danh chị là gì? Chị, em tên là Yến ạ. Chiến. Chiến mở cửa hàng này lâu chưa? Em cũng ở đây lâu rồi. Tức là bao nhiêu năm rồi? Hơn 20 năm nay rồi. 20 năm. Tôi vừa mới nghe anh Đàm nói là anh nhà mất à? Dạ, dạ. Bị bệnh. Anh đột quỵ ạ. Bị đột quỵ, dạ vâng. Rồi, anh chị có được mấy cháu? Cảm ơn bác, em được một cháu ạ. Một cháu ở đây luôn? Ở đây luôn ạ. Một cháu lúc mà chiến tranh xảy ra lại không chạy đi mà lại ở lại? Không, tại vì cháu nhà em đang tuổi nghĩa vụ quân sự, đâm ra là không đi đâu được. Cháu là giấy tờ là ở Ukraine này. Tức là cháu nằm trong cái diện không thể đi ra khỏi nước ngoài. Vâng, cháu đang học ở đây, mới cả đang giấy tờ tất cả thứ ở đây. Vâng. Không được phép ra khỏi, đâm ra là mẹ không đưa, phải ở lại cùng với con. Thế hả? Vâng. Nhưng mà trong thời gian mấy năm qua, từ đại dịch Covid cho tới bây giờ là chiến tranh, thì đời sống ra sao hả chị? Cảm ơn bác, gia đình em vẫn bình thường ạ. Không, bình thường. Bình thường, vâng. Vâng, chắc là không bị ảnh hưởng gì nhiều. Không, không, cũng ảnh hưởng nhưng mà cũng vẫn vượt qua được ạ. Vâng, vâng. Vâng. Tới lúc mà Covid thì cửa hàng có mở không? Vẫn mở ạ, nhưng mà mở ít thôi ạ. Vâng. Vâng, khi đang chậm mở cho mở thì mở. Vâng. Và không thì lại đóng lại nghỉ ngơi. Còn cái lúc mà quân Nga đánh vào thì gia đình chị ở cái vùng nào? Em ở ngay tại đây. Không. Ở đây. Tức là đây ngủ... chỉ có mấy nhà thôi. Vâng. Ở xung quanh đây. Vâng. Thì có nghe thấy tiếng súng, tiếng đạn hay là gì không? Có chứ, nhìn thấy nghe em ở gần chỗ cánh đồng ở trên tầng cao, nhìn thấy bom đạn biết cái thứ nổ phát nào là biết phát đấy. Này, có thấy xe của quân Nga nó chạy ngang? Không, quân Nga thì không có. Yeah. Quân Nga thì không có, chỉ có quân mình thôi. À, quân mình thôi. Vâng. Vâng, mà vâng. Có sợ không? Sợ cái gì? Chả gì sợ, lúc đấy là mình bắt buộc ở một cái thế là phải kiên cường chứ. Thế à? Nếu không thì vượt qua làm sao đến giờ phút này hả bác? Sao mà phụ nữ mà can, phụ nữ can đảm nghe? Thế à? Phải chiến đấu không? Thế à? Chiến đấu bình thường, cũng xin cũng có cái chỗ mà quân sự là gần chỗ nhà cháu, nhà em ở chỗ đấy thì cũng muốn là ra là góp sức là nấu cơm hay là nước lôi cho người ta, nhưng người ta bảo không, không cần, tại vì là thức ăn lúc đấy là người ta kiểm duyệt hết rồi mà. À thế à? Vâng. Thế cho ra nấu cơm thì có ra nấu không? Ra chứ, ngay gần nhà ra chứ, tại sao không? Mình ở đây mà đi. Đăng ký đi bộ đội nhiều đấy. Thế à? Không sợ gì cả? Không, chả sợ gì cả. Bom nó nổ vẫn rung nhà, còn chả sợ, vẫn ngủ ở trong nhà. Vẫn ngủ trong nhà. Không xuống hầm. À? Không thèm xuống hầm luôn. Thế à? Thì giỏi thật. Vâng. Bây giờ tình hình buôn bán có khá hơn tí nào không? Không, nói chung là nó bình thường thì không sao cả, nhưng cứ có súng đạn vào cái này dân nó không ra chợ nữa lại không bán. Tức là mỗi lần, thí dụ đêm hôm qua có báo động thì vẫn không sợ, vẫn mở cửa như thường. Quen rồi. Vâng. Không sợ cả. Vâng. Bây giờ chị cứ ước mơ gì không? Thì ước mơ thì Ukraine này được hòa bình. Yeah. Người dân được sống coi như là trong cái điều kiện như ngày xưa. Vâng. Vâng, thế thôi, chả có mong gì hơn. Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Paid for by Deidre Thu Hà Nguyễn for Assembly 2022. Dược thảo Princess Lifestyle, sống vui, sống khỏe, sống trường thọ, 1-800-990-8319. Chọn hai món ưa thích khác nhau hay giống nhau, chỉ 3 đồng 99 tại tiệm McDonald's có tham gia. Cảm
mời quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Và tự nhiên mở ra phần thứ tư là có sự biến hình thay đổi vị trí của anh Hoàng Trọng Thụy xuất hiện. Ngay bây giờ chúng tôi cảm ơn Ngọc Lan rất nhiều và cảm ơn Nguyễn Trường. Ngay bây giờ chúng tôi lại có đặc phái viên Đinh Quang An Thái tại Ukraine gửi đến quý vị phần tương trình đặc biệt. Xin gửi lời chào anh Đinh Quang Thái. Xin chào quý vị, Leader Sài Gòn TV, cô Ngọc Lan và anh Hoàng Trọng Thụy, Đinh Xuân Thái. Đinh Quang An Thái đang có mặt ngay tại thành phố Hostomel, nằm về phía tây của thủ đô Kiev và khoảng 10 cây số. Sáng ngày hôm nay thì hai anh em chúng tôi đã được một người bạn người Ukraine tên là anh Victor lái xe để đi vào cái phi trường Antonov, mà chúng ta biết là ngay đầu tháng 3 vừa qua, sau khi mà Vladimir Putin ra lệnh cho quân Nga xâm lược Ukraine, thì cái địa điểm đầu tiên mà chúng muốn tấn công vào đó là phi trường Antonov. Chúng đã đổ một cái lữ đoàn xuống, nhất định chiếm cho bằng được phi trường này. Tại sao? Bởi vì đây là một phi trường quân sự, có thể làm một cái căn cứ để từ đó tung quân đã đánh dòm nhiều ngã, và đặc biệt là muốn hướng về thủ đô Kiev. Thì trên đoạn đường đi tôi thấy rằng rải rác rất nhiều những căn nhà đã bị cháy rụi hết, một số những xe tăng bị cháy dọc đường. Chúng tôi đã đến một chiếc xe tăng, thì đó là một chiếc xe tăng của quân đội Ukraine đã bị quân xâm lược Nga bắn vào đầu tháng 4, nằm trong một con hẻm. Người dân tại địa phương nói với chúng tôi rằng buổi sáng ngày hôm đó thì có 6 chiếc xe tăng của quân đội Ukraine cùng với bộ binh trong lúc di chuyển, thì quân Nga đã bắn cháy chiếc xe tăng đầu tiên. Những chiếc xe kia tản ra chung quanh và trận chiến tại phi trường Antonov rất là dữ dội. Quân Nga đã cố gắng giữ phi trường này, nhưng mà sau đó đã bị quân đội của Ukraine đánh bật ra bên ngoài. Thưa quý vị, ngay trước cái cổng gác đi vào phi trường đó, thì anh bạn người Ukraine, anh Victor, đã tìm cách giải thích với những người lính gác. Nhưng mà họ nói rằng vì an ninh của phi trường, và đặc biệt là trong bối cảnh ngày hôm nay là ngày 13 tháng 10, ngày mai là ngày 14 tháng 10 là ngày lễ của quân lực Ukraine, đang có tin tức cho biết là Putin có thể ra lệnh tấn công vào nhiều địa điểm khác nhau bằng hỏa tiễn. Cho nên vì lý do an ninh đó, lính gác không cho chúng tôi đi vào phi trường. Thì anh bạn Victor đã tìm cách lái cho chúng tôi chạy dọc theo cái vòng rào làm bằng xi măng cốt sắt ở phi trường. Nhưng mà cái con đường đi rất nhỏ, xung quanh là những bãi cỏ và có những bụi rậm rất là cao. Thì thú thật, cá nhân tôi có trình bày với anh Đinh Xuân Thái rằng rất lo sợ, bởi vì nếu mà quân Nga gài lại những quả mìn dọc đường đó mà vô tình chiếc xe cán phải thì coi như là không biết tử vong, không có dịp về gặp quý khán giả anh Thụy hoặc là cô Ngọc Lan. Nghe rốt cuộc thì chúng tôi thảo luận với nhau xong thì chúng tôi mới nói với anh Victor, thôi quay đầu xe trở lại, và chúng tôi đã chạy ra được đường lớn một cách an toàn. Vừa mới ra khỏi đường lớn thì còi báo động hú lên để xuất dọc đường. Những chiếc phone của anh Victor, của anh Đinh Xuân Thái và của tôi, vì qua bên này là xài hệ thống điện thoại của Ukraine, đã bật lên cái hệ thống báo động cho biết là mọi người phải tìm nơi trú ẩn bởi vì hỏa tiễn của quân Nga có thể bắn vào. Thì thưa quý vị, trên đường đi đó có nhiều căn nhà phải nói là rất tang thương, không còn một cái cột nào còn đứng vững được, cả những cột sắt đã bị cái sức nóng của hỏa tiễn cháy rụi hết, cong keo. Và có những cái cột bằng gỗ thì cháy thành than đen. Một cái điểm đặc biệt của cái khu vực đó là cái thành phố Hostomel nằm cạnh với thành phố Bucha, là nơi mà tội ác của quân Nga rất rõ ràng đã chôn sống, xin lỗi quý vị, đã bắn chết trên 400 người đó. Thì chúng tôi thấy rằng cái đặc điểm nổi bật nói lên cái lòng yêu nước của dân tộc Ukraine, trên những tòa cao ốc, những cái căn nhà riêng đều treo lá cờ của Ukraine. Ngoài ra, trên đường đi thì có rất nhiều những tấm bảng chụp cái hình chú chó Patrol. Patrol có nghĩa là quả đạn đó. Chú chó Patrol đã trở thành anh hùng, là một cái biểu tượng của quân đội Ukraine, bởi vì đã khám phá ra trên 200 cái ngòi nổ của các quả mìn của quân Nga. Và chú chó Patrol cũng đã được Tổng thống Zelensky trao tặng huy chương anh hùng vào tháng 5 vừa qua. Cảm giác đi thì cũng có phần lo ngại, bởi vì có lệnh báo động. Và ngoài ra có lời cảnh cáo rằng có thể là Putin ra lệnh tấn công ngày hôm nay, đêm hôm nay và ngày mai. Thiên Thị và cô Ngọc Lan. Câu hỏi của chúng tôi đặt ra đó là giờ hiện nay bên này là 8 giờ, tức là 6 giờ chiều bên Ukraine. Chúng tôi khi sáng sớm thức dậy đó nhận được rất nhiều các tin tức cập nhật từ Ukraine. Câu hỏi đặt ra với anh Đinh Quang Thái là trong thời gian anh ở Ukraine như vậy, anh có theo dõi tin tức và hệ thống Internet, tất cả mọi thứ có được thông suốt hay không thưa anh? Cái thứ nhất là sáng sớm ra là chúng tôi di chuyển rồi, cho nên hệ thống Internet tùy chỗ.
với những chỗ đi vào, ví dụ như đi vào thành phố Erbil chẳng hạn, internet rất là yếu. Đi vào Putra thì internet rất là chập chờn. Chúng tôi có xem qua được một số những tin tức, nhưng mà có những khi vừa mới bật máy điện thoại cầm tay lên xem thì hệ thống internet bị cắt, cho nên không có biết được cái diễn tiến chung quanh của thế giới, của nước Mỹ, và ngay tại khu vực mà chúng tôi đang ở đó, thì chỉ biết rằng cái tình hình trong mấy ngày vừa qua, sau khi mà Putin chiếc cầu mà nối liền với lại Crimea bị đánh sập đó, đã gây ra một cái sự tức giận rất lớn cho Putin, cho nên Putin bằng mọi cách sẽ tìm cách trả đũa và quyết tâm là muốn đánh chiếm thêm lãnh thổ của Ukraine. Nhưng mà thưa quý khán giả, cùng Ngọc Lan và anh Hoàng Trọng Thụy, phải nói nhắc lại là bất kỳ chỗ nào chúng tôi đi gặp người địa phương, qua anh bạn Victor anh giải thích dùm, và có một anh bạn người Ukraine mà nói tiếng Việt rất sỏi như chúng tôi đã nói rồi đó, làm thông dịch viên cho, thì chúng tôi thấy rằng tinh thần của dân tộc Ukraine vững chãi lắm, và ngay cả người Việt Nam ở đây cũng thế nữa. Có những người bảo rằng chúng tôi sẵn sàng cầm súng bảo vệ quê hương thứ hai này, nhưng ta chưa biết trận chiến chắc chắn sẽ còn ghê go lắm, nhưng mà cái lòng cả quyết là Ukraine chiến thắng thì là tâm lý chung của tất cả mọi người. Thank. Cảm ơn Đinh Quang Thái. Ngay bây giờ chúng tôi phải rời quý khán thính giả hết chương trình của Cà Phê Sáng để chuyển sang Thời sự Thế giới. Mong anh giữ đường dây, chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc và gửi đến quý khán thính giả phần tường trình đặc biệt từ Ukraine. Cứ mời quý vị cùng theo dõi và xin tạm chia tay với Ngọc Lan. Xin chào anh Thị. Hẹn gặp lại chú Đinh Quang Thái và Đinh Xuân Thái vào chương trình tiếp theo.